chào các bạn. Hôm nay chúng ta hãy cùng tham quan cái Museum Okura nha. Nó nằm ở trong cái building, cái kiểu nhà style Chinese đó. Nghe nói là cái này hồi xưa, cái collection này là đồ nấy từ hồi xưa, tại vì cái người sáng lập á, ổng mới sợ là cái văn hóa của Nhật á, tranh rồi các thứ nó đi ra nước ngoài nhiều, cho nên là ổng muốn tạo lập cái museum này để mọi người cùng xem được cái traditional Japanese art. Chúng ta cùng tham quan nha. Cái ở ngoài đó nó có một cái Infinity Lake ngay ở ngoài, rất là đẹp ha. Đây, cái tòa nhà của viện bảo tàng là họ làm theo cái kiểu Chinese này. Hồi xưa sau khi mà thành lập là đã có lần một lần bị cháy rồi, sau đó đó thì họ làm lại, xây lại cái tòa nhà này, nhưng mà hồi đó là xây để cho nó chống động đất nè, rồi chống chống cháy đó. Rồi nghe nói là những cái bức tranh bây giờ có đó là những cái bức tranh còn lại từ sau cái vụ mà vừa động đất vừa cháy đó. Đó, rồi dĩ nhiên là họ có thêm những cái collection mới và exhibition mới. Rồi con trai của ổng á, sau này con trai của ổng cũng donate vô thêm nữa. Chúng ta hãy cùng theo bước chân người Nhật để đi vô đây tham quan cái viện bảo tàng này nha. Cái cửa là nó nằm phía bên này. Cái này chắc là cái ông Okura, cái ông sáng lập nè. Entrance. Oh, hi. Oh. This is the entrance. Oh, this is the Okura-san. Okura. Hey, no climbing. Cái chỗ Museum Okura mà vô thì nó đang có cái special exhibition đó. Nghề thủ công mà người ta làm dệt quần áo và vải vóc từ dây chuối ha. Loại nghệ thuật này nó gọi là Kijoka Basofu. Đó. Rồi đây là những cái vật liệu mà họ phải dùng để mà làm được cái loại vải đó. Rồi cái này là họ làm từ lá chuối nha. Lá chuối mà dệt là đạp đẹp như vậy nè. Hay nhỉ. Mà Việt Nam mình đó nhiều lá chuối quá thì chắc là cũng có thể dệt được như vậy ha. Đó, người ta phải thu hoạch cái chuối nè, người ta phải tưa ra để cho nó ra, lấy cái lược đó họ chải ra để cho nó tưa ra cái sợi, xong rồi họ họ cũng phải nấu nữa nè. Đó, xong rồi họ kéo sợi để làm tưa sợi, xong rồi họ cuộn lại để mà thành ra cái cuộn chỉ. Đó, xong rồi sau đó vẫn còn phải nấu nữa. Xong rồi lúc nãy mà cho coi cái video sơ sơ đó là họ cột lại để mà họ nhuộm. Đó, khi họ nhuộm vô á thì khi mà cột như vậy nó sẽ ra cái chỗ nhuộm, chỗ không nhuộm để nó ra cái pattern. Rồi khi mà họ dệt ra thì nó thành cái pattern sẵn luôn. Giờ bạn thấy những cái pattern này của họ nè. Đó, cái này là không phải là in sau khi mà làm xong rồi in ra,
mà là trước khi mà họ dệt á, đó là họ cột lại xong rồi họ nhuộm để nó ra cái pattern này. Còn ở trong hướng dẫn á, thì họ cũng nói là những cái loại như cái indigo nhuộm ra cái màu xanh nè, rồi các cái loại cây khác như cả red bayberry cũng dùng để nhuộm nữa. Nếu mà bạn thích cái video này thì hãy subscribe, like và để dưới phần comment bạn thích xem cái video nào trong kỳ sau nha. Bye bye.